Xin chào toàn thể quý vị, thì ngày hôm nay Hưng sẽ chia sẻ một chút mẹo nhỏ để giúp anh em điều khiển chiếc tivi bằng chính chiếc điện thoại của chúng ta. Đấy, thì trong cái thời gian hiện nay, thời gian bây giờ hiện tại là đang 4.0 rồi, sắp lên 5.0 đến nơi rồi. Thì tất cả những gia đình hầu như đều có những con tivi được kết nối mạng như thế này, hoặc là có những con điện thoại smartphone, Samsung, Oppo, các hãng khác nhau. Đấy, thì chúng ta muốn... Tôi biết rất nhiều anh em lấy nguồn nhạc từ trên TV, nhưng mà khi anh em lấy nguồn nhạc trên TV là anh em bắt buộc phải dùng điều khiển như thế này. Đấy, anh em ấn chữ. Đấy, những con TV nào mà không có cái phần điều khiển bằng giọng nói thì anh em lại phải ấn bằng từng chữ một thì rất là lâu và mất thời gian. Đấy, nó gây ra cái cảm giác khó chịu khi anh em sử dụng. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu anh em một cách nhỏ để giúp anh em nào chưa biết có thể nắm rõ kết nối điện thoại và TV, cũng như là khi anh em hát karaoke vậy, anh em hát karaoke, anh em cần chọn bài, anh em chọn luôn trên điện thoại, nó rất là nhanh. Đấy, bấm trên điện thoại rất là nhanh. Còn anh em chọn trên điều khiển này cực kỳ lâu. Đấy. Thì thường thì có 3 cách. Cách thứ nhất là anh em chọn bằng điều khiển, cách đấy thì nó mất thời gian quá. Cách thứ hai rất là nhanh, anh em có thể kết nối bàn phím vi tính và chuột để anh em điều khiển TV. Đấy, cái cách đấy thì ít anh em sử dụng. Đấy, còn cái cách thứ ba là cách tôi bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em, đó là điều khiển điện thoại bằng TV. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại smartphone của các hãng khác nhau, hãng nào cũng được, như thế này, lên được kênh YouTube anh em nhé, YouTube. Đấy, và ở trên TV cũng là một chiếc TV có thể kết nối mạng, và hai chiếc sử dụng cùng một nguồn mạng, cùng một wifi anh em nhé, cùng một mạng wifi. Và cách thứ nhất đơn giản là chúng ta sẽ lên trên điện thoại, ví dụ chiếc điện thoại đây, thì tôi sẽ ấn vào cái biểu tượng hình ô vuông có ba cái vòng con ở góc này. Đấy, tôi sẽ ấn vào. Đấy, ở bên dưới tôi sẽ hiện lên cái kết nối với thiết bị. Đấy, hiện tại tôi đang sử dụng TV là LG. Đấy, thì tôi ấn vào cái LG của tôi, tên TV của tôi, và trên màn hình nó đã hiển thị là audio HN đã kết nối với thiết bị. Đấy, và hiện tại thì tôi có thể điều khiển chọn bài bất cứ loại karaoke nào, ví dụ là một bài trăm năm không quên, trăm năm không quên. Anh em thấy là ấn trên điện thoại rất là nhanh, ví dụ karaoke nhá, trăm năm không quên, thì anh em ấn tìm cái, anh em chọn vào bài và anh em ấn phát, là nó ở trên TV nó đồng thời nó đã hiện lên cho anh em cái bài trăm năm không quên. Đấy, cái mẹo sử dụng này thì rất rất dễ dàng để anh em sử dụng, để anh em hát karaoke cực kỳ hữu ích, và đặc biệt là khi anh em chọn bài thì nó rất là nhanh. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta có thể là vuốt xuống này. Đấy, bên trên vẫn hiển thị để cho mọi người hát, và bên dưới chúng ta sẽ tiếp tục chọn những bài khác, ví dụ ấn vào một bài khác này, anh em ấn vào hàng chờ, ấn vào hàng chờ. Đấy, thì nó đã chọn thêm vào hàng chờ này rồi. Đấy, anh em vuốt lên. Đấy, là chúng ta có thể lách qua bài này. Đấy, lách hai chữ lách đây, anh em có thể lách qua bài được. Đấy, anh em cứ chọn rất là nhiều bài khác nhau được. Đấy là anh em khi anh em hát karaoke. Ngoài ra thì chúng ta còn có cách thứ hai, đó là cái cách này thì do anh em là cần phải nhập mã nhé, thì anh em có thể là vào phần đấy nhá, anh em vào phần cài đặt của kênh YouTube. Đấy, ấn vào cài đặt và nó sẽ hiện lên cái phần gì nhỉ, rồi phần ứng dụng đã kết nối, cài đặt đây, giao dịch chung đi, đây, xem trên TV đây nhá, anh em ấn nhá, xem trên TV. Đấy, cái cách thứ hai là anh em ấn xem trên TV, và chúng ta ấn vào cái tên mà chúng ta, trên tên TV mà chúng ta đang sử dụng đây, ví dụ là LG đây, hiện tại là đang liên kết rồi. Đấy, là anh em ấn vào thì nó sẽ kết nối. Đấy là cách thứ hai để anh em sử dụng kết nối trên TV. Ngoài ra thì chúng ta khi chúng ta không dùng, chúng ta có thể là ấn vào cái nút biểu tượng mà lúc nãy chúng ta kết nối. Đấy, ấn vào và chúng ta ngắt kết nối đi. Đấy, rất là đơn giản. Và ngoài ra thì còn một cái cách nữa, đó là cách này thì chúng ta khi chúng ta có mã trên TV nhá. Đây, ví dụ tôi ấn vào phần cài đặt nhá, ấn vào phần cài đặt trên TV, tôi back ra ngoài đã. Đấy, tôi thoát ra ngoài thì ở trên TV anh em thấy là hiển thị đây, anh em lấy led. Đấy, phần cuối cùng nhá, đây. Đấy, phần cài đặt này anh em chuyển sang. Đấy, nó sẽ xuống phần liên kết bằng mã TV. Đấy, liên kết bằng mã TV anh em có thể thấy, và ở bên đây thì nó sẽ đã hiện mã này,
cái mã này thì cái mã nó liên tục đổi anh em nhé, liên tục thay đổi đấy. Khi anh em kết nối thì anh em ấn mã của nó vào thì anh em kết nối đấy, là dành cho những con tivi nào mà phải dùng mã để kết nối anh em nhé. Còn thực chất thì như tivi của mình thì hiện tại thì có thể là kết nối trực tiếp vào không cần mã đấy. Đấy, mình đang hủy đấy, là cách kết nối để anh em sử dụng tìm nguồn nhạc hoặc là các cái bài ca trên tivi, nó dễ dàng, đơn giản hơn và nó nhanh nhẹn, tránh cái trường hợp mà mất thời gian để chúng ta phải ức chế đấy, rất là đơn giản thôi anh em nhé. Ngoài ra thì tôi sẽ video tiếp theo tôi sẽ làm cho anh em một video để hướng dẫn anh em cách tìm nguồn nhạc, tìm nguồn nhạc tốt ở trên trang YouTube, trang YouTube như thế này. Đấy. Thực ra ở trên YouTube này thì cái nguồn nhạc nó không phải là quá là chất lượng đâu, nó chỉ là xem ngang nhau thôi. Nhưng mà tìm những cái nguồn nhạc nào mà nó đảm bảo chất lượng nhất, đấy, những nguồn nhạc nó chính thống nhất. Còn ở trên kênh YouTube thì nó đại loại là nó lan tràn lan các cái loại thể loại nhạc khác nhau, thế nên là cái chất lượng nhạc nó rất là kém. Đấy, chúng ta phải tìm đúng cái nguồn nhạc. Thì video tới tôi sẽ làm cho anh em một video để hướng dẫn mọi người cách lấy nguồn nhạc chất lượng ở trên cái kênh YouTuber đấy. Thì video ngày hôm nay thì tôi kết thúc tại đây. Thì anh em nào có những thắc mắc gì có thể là hỏi trực tiếp tôi hoặc để lại bình luận bên phía dưới. Ngoài ra thì mọi người đừng quên like và đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật được những video mới nhất. Tôi sẽ làm nhiều video để có những cái mẹo nhỏ như thế này, hoặc là có những video tôi giới thiệu sản phẩm, những sản phẩm âm thanh, những sản phẩm audio đấy, giá cực kỳ mềm và cái chất lượng rất là đảm bảo để cho anh em sử dụng đấy, rất là tốt. Cũng như là thi thoảng tôi có những cái chương trình khuyến mãi giảm giá để giúp anh em cập nhật những món phụ kiện âm thanh nâng cấp lên đấy, thì anh em hãy đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật được video đấy. Có một số anh em thì không chịu đăng ký ấy, thế nên là khi tôi có những cái chương trình giảm giá thì anh em không nắm bắt được, và một thời gian sau khi tôi hết cái chương trình đó rồi anh em quay lại hỏi tôi thì lúc đấy đã không còn nữa rồi đấy, rất là tiếc đấy. Anh em phải nắm bắt được những cái thời điểm tôi làm những cái video để giúp anh em trải nghiệm tốt hơn đối với những phụ kiện âm thanh cao cấp bằng cái giá rất là mềm đấy. Anh em hãy đăng ký kênh và ủng hộ tôi những nút like. Mọi người có thể liên hệ cho tôi trực tiếp qua số điện thoại 0963411622 hoặc 0828063336. Đấy là hai số điện thoại chính của tôi. Đồng thời là bên phía dưới phần mô tả ấy, tôi có ghim hết các cái địa chỉ từng chi nhánh của công ty này, gồm 4 địa chỉ, 3 cái thuộc thành phố Hà Nội và một cái thuộc quận 7 Hồ Chí Minh. Thì hiện nay đang dịch nên tôi sẽ từ chối tiếp khách, nhưng mà khi hết dịch thì rất mong anh em ghé thăm các cái chi nhánh để chúng ta tham khảo những mẫu phụ kiện âm thanh rất là tốt và giá thì rất là hợp lý để cho anh em sử dụng. Đấy. Thì thời gian hiện nay thì dịch bệnh cũng kéo dài, thì cái phần mà chuyển hàng, giao hàng cho anh em thì nó cũng trì trệ, nên rất mong anh em thông cảm. Xin chân thành cảm ơn anh em, mong anh em ủng hộ những nút like, những nút đăng ký. Xin chân thành cảm ơn.